Em xin chào các bác, một chiếc Book DX300 của Zetech thì bên em vừa hoàn thiện cho bác chủ Mazda CX-5 phiên bản 2022-23. Đây là màn khi hiển thị đây các bác nhá. Tất cả các ứng dụng trong này hết, không phải lo gì nữa. Nghe nhạc, dẫn chỉ đường, tìm kiếm, phím vô lăng đầy đủ hết, tăng giảm. Mở bài hát remix. Đang mở album đỉnh cao remix Việt. Đấy, chất lượng luôn đúng không các bác? DX300 nha, sản phẩm này đang bảo hành tới 5 năm luôn. Mở video nhạc sàn. Đang mở video nhạc sàn. Dẫn đường đến bến xe Mỹ Đình bằng phần mềm Việt Map. Rất tiếc, mình không xác định được vị trí hiện tại của bạn. Em sẽ phải ra đường để lấy vị trí, tức là GPS đấy. Ok. Các bác quan tâm tới sản phẩm Book Android dành cho bất kỳ dòng xe nào thì hãy để lại thông tin nhờ. Bên em sẽ có nhân viên tư vấn và hỗ trợ các bác. Rồi, xin chào, hẹn các bác những video lần sau.